Xin chào tất cả các anh chị. Ngày hôm nay chúng ta sẽ quay lại bước số 3 của cái lưu trình 14 bước khởi nghiệp Prosumer Online. Thì trong cái bước số 3 này á, mình muốn nhắc lại một lần nữa, sau khi chúng ta đã hoàn thành được bước số 1 và bước số 2, có nghĩa là cho thông tin và cấp thẻ tư vấn viên cũng như là cái thẻ đại lý nhà phân phối, thì chúng ta sẽ thực hiện cái bước số 3 để mà kết nối những cái thành viên vào cái dự án Prosumer của chúng ta, cùng học tập, cùng làm việc với tất cả những lãnh đạo để chúng ta biết cái cách vận hành cái dự án này như thế nào. Thì bước số 3 chúng ta rất là đơn giản các anh chị. Đó là sao? Đó là tất cả các anh chị sẽ thêm những cái tư vấn viên và những cái nhà phân phối đại lý chúng ta vào những cái group để học tập. Và chúng ta sẽ có những cái đường link của những cái group này. Và đường link của những cái group này á, cũng sẽ được để ở phía dưới cái video clip này luôn các anh chị. Để phía dưới trong cái phần mô tả trong video clip này các anh chị kéo xuống. Và các anh chị sẽ click vào đường link đó để mà tham gia và để mời và những cái thành viên đó vào nhóm. Nhóm thứ nhất là chúng ta sẽ có cái nhóm dành cho những người tư vấn viên mới. Trong này thì chúng ta sẽ gồm những cái việc đó là hỏi và đáp. Công việc này là như thế nào, sản phẩm như thế nào, cách kinh doanh làm sao. Và chúng ta sẽ được nhận những cái tài liệu kinh doanh ở trong này. Rồi sau đó chúng ta sẽ có những cái khóa học online cũng trong cái group này luôn các anh chị. Và cái group thứ hai là sau khi các anh chị từ một cái tư vấn viên, các anh chị đã nâng cấp cái thẻ thành viên của mình lên thêm 10 đô la nữa và chính thức trở thành đại lý nhà phân phối hay là nhà phân phối đại lý, thì chúng ta sẽ được thêm vào một cái group gọi là nhà phân phối đại lý, hoặc là cái group đó gọi là cái group của những người quản lý hay là những người trưởng nhóm các anh chị. Và thứ ba nữa là để cái công việc chúng ta tương tác nó có tốc độ nhanh hơn nữa, thì chúng ta sẽ có cái group rất là thân thiện, đó là cái group Zalo group, thì cũng sẽ được để ở phía dưới này luôn. Chúng ta sẽ bắt đầu tham gia vào và bắt đầu chúng ta sẽ xây dựng hoạt động kinh doanh của mình. Và đây là cái bước số 3, thực sự thì cái bước này rất là quan trọng. Nếu như mà các anh chị tuyển dụng được cũng như là mời được những ứng viên mới, nhưng mà những ứng viên mới của mình lại không có nằm trong những cái group này, thì chắc chắn một điều là những ứng viên của mình sẽ không có cơ hội được học tập, không có cơ hội được phát triển, cũng như là không có cơ hội được giao lưu với những nhà lãnh đạo. Và chúng ta nên welcome và chào đón những ứng viên mới vào những cái group này để chúng ta thực hiện cái công việc học tập và kinh doanh, phát triển kinh doanh online trong thời gian sắp tới các anh chị nha. Rất cảm ơn chúng ta đã đi qua được cái bước 3. Mặc dù bước 3 là một cái bước rất quan trọng, tuy nhiên các anh chị bắt buộc phải làm. Và nếu như các anh chị có thắc mắc hoặc là có những cái điều gì mà chưa làm được trong bước 3 này, thì hãy ngay lập tức hỏi cái người hướng dẫn, cái người coaching, cái người giúp đỡ cho chúng ta trong cái công việc này. Và các anh chị nên bấm subscribe hoặc là đăng ký cái kênh YouTube này để các anh chị liên tục được nhận những cái thông tin mới, được nhận những cái bài chia sẻ mới nhất về cái kinh doanh nhượng quyền online này của chúng ta, để làm sao chúng ta có thể ngồi tại nhà một vài tiếng đồng hồ, chúng ta đã có thể biết cách làm việc rồi, chúng ta không có kỹ năng đào tạo, không biết giúp đỡ người mới, thì chúng ta sẽ có một cái lưu trình cũng như là một hệ thống nhượng quyền đã có sẵn và đào tạo cho người mới của chúng ta khi chúng ta đưa những người mới của chúng ta vào những cái group như thế này các anh chị. Và rất cảm ơn các anh chị đã đăng ký cũng như là theo dõi kênh YouTube này. Hẹn gặp lại các anh chị trong bước số 4 của cái lưu trình 14 bước xây dựng kinh doanh online Prosumer trên kênh Facebook và YouTube như thế này. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi.